Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 4 tại quốc lộ 51, ngã tư Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, một người đàn ông đi xe máy bị tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nồng độ cồn. Do có vi phạm nồng độ cồn nên lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ xe máy và đưa phương tiện vi phạm lên ô tô tải của cảnh sát. Lúc này, trên xe thùng của cảnh sát giao thông có 4 chiếc xe máy khác. Thấy bị giữ xe, người đàn ông trèo lên thùng xe của cảnh sát giao thông rồi mở cốp xe tháo bình xăng. Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, ngăn cản, nhưng người đàn ông đã đẩy đổ xe máy của mình rồi bật lửa đốt. Sau đó, người đàn ông này nhảy ra khỏi thùng xe khi ngọn lửa bùng phát. Lửa cháy lan sang các xe và sau khoảng 3 phút, người dân và cảnh sát giao thông mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, hầu hết những chiếc xe máy trên thùng xe ô tô của cảnh sát giao thông bị cháy và hư hỏng. Người đàn ông này cũng bị cảnh sát khống chế, giữ lại để bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý. Nhiều về thấy cảnh sát giao thông nên sợ quá chạy vào hẻm né tránh nhưng không thoát. Xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những chuyên đề được lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với việc ra quân xử lý nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã gặp không ít những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc né chốt của các ma men. Theo đó, vào tối ngày 16 tháng 4, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã chốt trực kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, trong đó phát hiện không ít những trường hợp vi phạm. Cụ thể, tối ngày 16 tháng 4, anh NAS, tên viết tắt, sinh năm 1991, quê Tiền Giang, lái xe máy chở vợ đi ăn tiệc công ty chuyên thiết kế nội thất tại nhà hàng trên đường Hoàng Sa, quận 1. Trong lúc về lại nhà ở thành phố Thủ Đức, anh S bất ngờ bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 dừng phương tiện kiểm tra trước số 141 Hoàng Sa, phường Tân Định. Qua kiểm tra, anh S có nồng độ cồn mức 0,121 mg trên 1 lít khí thở, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng. Nói với lực lượng chức năng, người này cho biết hai vợ chồng làm chung cơ quan và đi ăn tiệc tối nay. Anh uống khoảng nửa ly bia. Trên đường về nhà bị cảnh sát giao thông kiểm tra, anh S cũng phân trần thêm. Vợ mình đang mang thai nên bản thân cũng không dám uống nhiều vì phải lái xe. Bản thân anh biết rõ luật nồng độ cồn, nhưng trong bữa tiệc mọi người đều uống bia, họ mời nên khó có thể từ chối. Người này đã hạn chế thấp nhất việc uống bia bằng cách nhấp môi. Văn hóa nước ta, nếu người khác mời bia mà không uống sẽ bị ghép vào hành vi khinh thường đối phương. Theo đó, người này nhấp môi chừng 20 lần cũng gần được nửa ly rồi, mức phạt 2,5 triệu là gần nửa tháng lương của bản thân. Sau đó không lâu, tổ công tác tiếp tục thấy anh HTD, tên viết tắt, sinh năm 2001, quê Hải Phòng, lái xe máy trên đường Hoàng Sa, có biểu hiện nghi vấn. Đến gần cầu Trần Khánh Dư, phường Tân Định, người này thấy cảnh sát giao thông, liền quay đầu xe chạy vào hẻm tránh. Phát hiện vụ việc, tổ công tác đã chặn xe anh D lại, kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,119 mg trên lít khí thở. Anh D bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng. Vừa ký biên bản, D vừa nói, tối nay mình có uống với bạn 2 lon. Do có hơi men trong người nên khi thấy cảnh sát giao thông thì sợ quá chạy vào hẻm né tránh, không ngờ các cán bộ đuổi theo giữ lại. Tương tự như D, ông NJQ, tên viết tắt, sinh năm 1982, quê Long An, thấy cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn tại đầu cầu Trần Khánh Dư, cũng lái xe vào hẻm né tránh. Tuy nhiên, ông Quy bị tổ công tác chặn xe, kiểm tra và lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng với nồng độ cồn 0,040 mg trên lít khí thở. Bình Dương, một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Liên quan đến công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, cũng tại Bình Dương, vào đầu tháng 3, một sự kiện dở khóc dở cười đã xảy ra khi một cô gái dùng chiêu ve sầu thoát xác để né đo nồng độ cồn. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã vừa đồng loạt ra quân xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt về nồng độ cồn. Được biết, ngoài Cảnh sát Giao thông còn nhiều lực lượng khác phối hợp để xử lý các vi phạm và phòng chống các loại tội phạm. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, lập chốt đo nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 đến khi có chỉ đạo mới. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, việc tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm về giao thông là công tác thường xuyên. Tuy nhiên, trong đợt ra quân thực hiện chuyên đề lần này, sẽ đẩy mạnh đo nồng độ cồn, Cũng theo vị lãnh đạo này, việc lái xe sau khi sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì thế, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung vào việc đo nồng độ cồn để nâng cao ý thức của người dân, từ đó kìm giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, đêm mùng 9 tháng 3, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn. Lực lượng tuần tra với hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng, cảnh sát giao thông, hình sự, ma túy, cơ động được chia làm 2 tổ, chốt chặn tại 2 tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hơn 1 giờ lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, đã có hàng chục người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, bị lập biên bản xử lý. Đáng chú ý, có 2 cô gái trẻ điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt khung tối đa hơn 0,6 mg trên 1 lít khí thở. Trong đó, có một cô gái khi bị lực lượng công an phát hiện có nồng độ cồn và tiến hành kiểm tra lần 2. Cô gái đã tráo đổi người bạn ngồi phía sau để đo nồng độ cồn thay mình nhưng bị lực lượng công an phát hiện. Tiếp tục đo nồng độ cồn, tổ tuần tra phát hiện một người đàn ông chở theo con nhỏ cũng có nồng độ cồn. Làm việc với tổ tuần tra, người đàn ông này cho biết mới đi đón con nhỏ từ nhà trẻ về. Trước khi đi đón, con đã nhậu một chút. Trong khi làm việc lập biên bản, lực lượng công an cũng giải thích về mức độ nguy hiểm khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là khi chở con nhỏ sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cháu nhỏ. Thời điểm lập chốt kiểm tra, nhiều người phát hiện chốt kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy nhưng đều bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra. Theo đó, tất cả các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt đều phải kiểm tra nồng độ cồn. Quý 1 năm 2024, vi phạm về nồng độ cồn chiếm gần 30% tổng số vi phạm. Ngày 31 tháng 3, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, trong quý 1 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong đó đã xử lý 275.130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 26,8%, 1.587 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, chiếm 0,15%, 21.740 trường hợp chở hàng quá tải, chiếm 2,1%. 245.707 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, chiếm 24%. Qua đó, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đã giảm 184 người, tương đương giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông đã quyết liệt trong việc xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2.041 tỷ đồng, tước 206.468 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 373.545 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng 285.135 trường hợp, tăng 38%, tiền phạt tăng 675 tỷ đồng, tăng 49,4%. Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 1.024.494 trường hợp, phạt tiền hơn 2.019 tỷ đồng. Trong đó có 275.130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 26,8%, 1.587 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, chiếm 0,15%, 21.740 trường hợp chở hàng quá tải, chiếm 2,1%, 245.707 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, chiếm 24%. Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, xử lý 267 trường hợp, phạt tiền 142 triệu đồng. Lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 10.479 trường hợp, phạt tiền gần 22 tỷ đồng. Về tình hình tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2024, toàn quốc đã xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm 2.723 người thiệt mạng và bị thương, 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đã giảm 484 người, giảm 15,1%. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, số vụ tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ, với 6.496 vụ làm 2.686 người thiệt mạng, bị thương 5.239 người. So với cùng kỳ năm 2023, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông đã giảm 490 người, giảm 15,43%. Tại lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 40 vụ tai nạn, trên các tuyến thủy nội địa xảy ra 14 vụ. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các địa phương gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Trà Vinh, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra thống kê, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể giảm 5 vụ, giảm 20 người thiệt mạng và giảm 28 người bị thương. Qua phân tích, phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là mô tô, xe máy chiếm 56,82%, xe tải, xe rơ moóc xếp thứ hai với 19,4%, tiếp đó là xe ô tô con, ô tô khách. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông phân tích, nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia. Được biết, trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm nồng độ cồn, ma túy, quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá người, hết hạn kiểm định, xe hết hạn sử dụng, dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, công tác xử lý xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trọng tâm là các nhóm hành vi gây tai nạn giao thông, với mục đích từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Xin chào và hẹn gặp lại!